Chúng ta sẽ có một chủ đề đó là nhận diện thương hiệu nhờ vào app bán hàng của Google FMP. Chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một chủ đề đó là nhận diện thương hiệu nhờ vào app bán hàng của Google FMP. Chị là Kiều Ly, một trên bốn trainer, và sau Tết thì chúng ta sẽ lần lượt gặp bốn trainer đi cùng với nhau luôn các bạn ha. Vào đi em. Rồi, trước khi chị demo ở cái topic này thì chị muốn hỏi các bạn sale cũng như là mấy bạn marketing á, khi mà mình gặp khách hàng mình nói chuyện qua Zoom thì các bạn dùng cái phần mềm gì để demo, nếu mà mình muốn demo trên cái app của trên điện thoại của chúng ta, các bạn có biết dùng phần mềm nào chưa? Có YouTube, ok. Còn mấy bạn kia thì sao? Bạn Hào có dùng gì không? À, offline hết. Em có dùng phần mềm nào online không? Không ạ. Mấy bạn marketing có bao giờ demo online cho ai mà dùng một cái phần mềm kết nối điện thoại và máy tính không? Chưa luôn. Thì ngày hôm nay chị sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách dùng công cụ Baidu Tool. Tại vì hồi trước chị có hướng dẫn các bạn dùng cái phần mềm Visa đó. Thì cái phiên bản miễn phí thì bắt buộc là phải dùng một cái dây cáp USB để kết nối giữa cái điện thoại với máy tính. Thì hôm nay chúng ta sẽ dùng cái phần mềm Baidu Tool các bạn ha. Một chút xíu nữa chị sẽ hướng dẫn nha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào cái nội dung bài luôn ha các bạn. Rồi, đầu tiên thì khi mà mình muốn demo cho khách một cái app cài trên điện thoại thì chúng ta phải chứng minh cho khách là cái app này nó có hữu hiệu hay không, và đặc biệt là cái tỷ lệ người dùng điện thoại ở đất nước Việt Nam của mình có nhiều hay không. Vậy thì bây giờ chị có những cái nội dung như thế này. Chị có một cái bảng báo cáo và các bạn hãy chuẩn đoán cho chị cái số phần trăm người Việt sử dụng điện thoại như thế nào ha. Rồi chị sẽ lật cái ô đầu tiên, rồi mời bàn đầu tiên cho chị cử ra một người và đoán cái số đầu tiên là bao nhiêu phần trăm nào. Chị nhớ hả? Xong chính. Sai rồi ha. Rồi, vậy thì theo báo cáo thị trường có tới 69% người Việt nghe nhạc và xem video trên điện thoại mỗi ngày. Rồi, cái bàn thứ hai cử cho chị một người đoán thử bao nhiêu phần trăm nha. Bao nhiêu phần trăm người Việt sử dụng smartphone để lên mạng nhiều hơn sử dụng máy tính? Bàn thứ hai cử cho chị một bạn. Đoán số bao nhiêu? Trúng thì có quà nha. Làm ha. Rồi. 68%. Được không? Đây là những con số mà khi các bạn demo với khách, các bạn có thể nêu ra để cho khách hàng thấy là cái việc quan trọng tại sao phải dùng một cái app để cài trên điện thoại ha. Rồi tiếp tục là các bạn. Bao nhiêu phần trăm người Việt sử dụng internet và thực hiện nhiều tác vụ khác nhau trên di động? Rồi, chị mời bạn thứ nhất cử ra một bạn. Hồi nãy bạn nào trả lời rồi thì giờ tới bạn khác nào. Long. 80 hả? Thử đúng không nha. 25%. Rồi, vậy thì các bạn có thể ghi lại con số này để mình có con số mình nói chuyện với khách hàng ha. Rồi. Tiếp theo. Khi mà chúng ta đã biết được cái tỷ lệ người dùng sử dụng điện thoại ở tại Việt Nam nha, chứ không có nói là ở nước khác, thì chúng ta sẽ đi tiếp với một cái tỷ lệ là mỗi một ngày tỷ lệ sử dụng smartphone cho các hoạt động xã hội và giải trí của người Việt lên đến bao nhiêu phần trăm? Hồi nãy bạn thứ nhất rồi đúng không? Giờ tới bạn thứ hai nào. Cử ra một bạn trả lời, bạn hôm nãy trả lời rồi. Bao nhiêu? 80 luôn hả? 89% luôn, cao hơn ha. Rồi, theo sau đó là các hoạt động nghe gọi và nhắn tin qua các ứng dụng di động chiếm bao nhiêu phần trăm? Bạn thứ nhất. 90. 75%. Không ai đoán chính xác hết, nhưng mà mỗi một bạn đoán thì chị đều có quà ha. Nãy giờ mấy bạn có quà rồi, xíu tự lên lấy giùm chị nha. Rồi, đã nói tới cái sử dụng app thì nói tới tại sao phải sử dụng. Thì đây là một trong những lý do mà các bạn nói chuyện với khách. Thứ nhất là sử dụng app sẽ giúp cho khách hàng nhớ tới thương hiệu của mình.
Vậy thì bây giờ chị thử xem trong thị trường các bạn nhớ tới những thương hiệu này không? Thứ nhất, thương hiệu đầu tiên, ai? Adidas đúng không? Rồi. Biết có là Adidas nhưng mà có biết ý nghĩa của cái logo này là như thế nào không? Có ai giải thích được cho chị không? Người ta thiết kế ra cái logo phải có ý nghĩa chứ đúng không các bạn? Rồi ai giải thích được cái ý nghĩa logo này nè? Nhất là những bạn marketing là phải biết nha. Đúng không? Các em biết không? Các bạn online là biết không? Sao? Đoán thử coi nè. Nếu bạn không biết thì bạn đoán theo ý của bạn logo này có ý nghĩa như thế nào? Để một hồi chúng ta sẽ dập cái logo của FB đúng không? Là chúng ta phải biết ý nghĩa của logo đó. Đã. Sao? Bạn thứ nhất. Bạn nữ, bạn thứ nhất. Theo em ý nghĩa của logo này là gì? Đúng rồi, bậc thang đi tới thành công. Và đặc biệt Adidas là một cái hãng giày thuộc về thể thao thì nó giống như là đi lên những ngọn núi vậy các bạn ha. Rồi, kế tiếp. Thương hiệu gì đây ạ? À, KFC. Rồi, tại sao có cái hình ông này là ai đây? Rồi, chính xác. Đúng rồi. Đây. Ăn kẹo chút xíu, ai trả lời đúng lên lấy nha. Tiếp tới cái màu bạc bạc này là thương hiệu gì đây? À, Hyundai. Ý nghĩa của Hyundai là gì các bạn? Đúng, chính xác, cái biểu tượng của hai người đang bắt tay nhau, cái đó mới là ý nghĩa của cái logo này, chính xác ha. Xíu này em lên lấy quà nha. Cho cái này đi. Rồi, tiếp tới. LG, rồi, ý nghĩa của LG là gì? Còn Long trả lời là cái logo của nó, ai mà không biết này là logo trời. Đúng rồi, nó chồng lên nhau ha. Kế tiếp, logo của hãng nào? Nike. Rồi. Đây. Ý nghĩa của đó là gì các bạn? Đó là cái dấu check, giống như dấu check ok vậy đó. À. Rồi, cuối cùng là logo của chúng ta. Đúng không ạ? Là ý nghĩa logo của chúng ta là gì các bạn? À, ngành ăn uống gỗ. À, F&B là vừa có cái gì đây ạ? À, cốc nước là thức uống đúng không ạ? Ở dưới là gì đây các bạn? À, cái mũ của đầu bếp là vừa thức ăn và thức uống đúng không ạ? Đó là cái ý nghĩa của logo chúng ta ha. Rồi, vậy thì khi mà chúng ta nói tới phần mềm F&B là nói tới về ăn uống nha. Rồi bây giờ khi mà đã nói tới thương hiệu thì chị muốn hỏi là bây giờ thử coi trong tâm trí của các bạn, nói về pizza thì các bạn nghĩ tới thương hiệu nào nè? Một thương hiệu thôi, ai nói đúng được quà. Rồi chị lật nha. Domino, bạn này đúng được quà nè, chút xíu lại lấy ha. Rồi tiếp tới thương hiệu của trà sữa. Còn cái thương hiệu nào nữa không ạ? À, đúng tất cả đều là thương hiệu của trà sữa. Nhưng mà thử coi trong đây là gì ha. Toco Toco. Rồi, thương hiệu này là của Việt Nam ở nước ngoài các bạn. Đúng rồi, của người Việt Nam thành lập ra ha. Rồi, tiếp tục. Cái thương hiệu thứ ba của nước ngọt. Pepsi, Coca-Cola, rồi cái gì nữa ạ? À, bảy ấp. Coca-Cola ha. Ai trả lời Coca-Cola xíu lên lấy quà. Rồi, thương hiệu thứ tư, cà phê. Đồng loạt là chung nguyên hết luôn. Có ai nghĩ tới thương hiệu nào khác không ạ? Starbucks, Highland, cái gì nữa? Đó, lật nha. The Coffee House ha. Rồi, vậy thì khi mà nhắc tới một thương hiệu, một cái
gọi là cái ngành ăn uống nào đó, ví dụ như nãy chị cho các bạn thấy đó, nói tới pizza là tự nhiên các bạn này hút lên là Domino liền à, đúng không? Thì đó gọi là dấu ấn của thương hiệu trong tâm trí của khách hàng. Và cái phần mềm GoFMB, cái app cài trên điện thoại giúp cho khách hàng của chúng ta luôn nhớ tới thương hiệu, tạo dấu ấn vào trong cái tâm trí của khách hàng, cho nên cái việc sử dụng app rất là cần thiết nha các bạn. Rồi, ở đây thì chị có lấy một cái trích dẫn của CEO của bên The Coffee House đó, thì họ đã xây dựng cái ứng dụng riêng từ năm 2016 tới bây giờ luôn. Thì các bạn thấy là họ định hình cái con đường phát triển của họ rất là lâu. Và sao ạ? Cái công cụ này giúp tiếp cận khách hàng, rồi gì nữa ạ? Chăm sóc khách hàng, là có thể giới thiệu với bạn bè, hoặc là đây là họ dùng ra một cái phễu marketing. Và chị mời các bạn xem một cái video để coi cái ý nghĩa của video này là như thế nào nha. Mời các bạn. Để chị share cái âm thanh ra đã. À, thử coi nó có nghe được không? Hỏi xe luôn. Bạn trong ta có được là từ những khác biệt. Vậy phải chăng là đến lúc chúng ta đem cách biệt của chính mình lại gần nhau hơn một chút? Cái đoạn quảng cáo đó thì ý nghĩa của nó là gì các bạn? Cần coi lại không? À, nguyên bản từ thiên nhiên, nhưng mà tại sao là cái hình người ta sử dụng là một cô gái với một chàng trai đi, đúng không? Từng bước là một phiên bản đi tới gặp nhau, rồi cái hình ảnh kết thúc cuối cùng là hai ly cà phê đặt cạnh nhau, đúng không? Là ý nghĩa là gì các bạn? Nó tạo nên sự khác biệt, đúng không ạ? À? Chính là cái sự khác biệt giữa cái phiên bản, có nghĩa là mỗi một phiên bản ngừng lại là một phiên bản, đúng không? Nhưng mà sự khác biệt với cái phiên bản gốc là cái cô gái với chàng trai đó, ý nghĩa của cái đoạn nó là gì? Cái sự khác biệt. Vậy thì Go F&B của chúng ta có sự khác biệt như thế nào? Có bạn nào cho chị biết sự ý nghĩa khác biệt không, so với trên thị trường như thế nào với các phần mềm khác đó? À, tích hợp đồng bộ. Rồi có bạn nào khác cho chị ý nghĩa nữa không? Ý nghĩa nào khác nữa không các bạn? Đúng rồi, đã tham gia vào cái hệ sinh thái. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng coi cái lý do ha, nên sử dụng cái app của F&B. Và chúng ta sẽ, sau khi mình sẽ xem lý do xong, thì chúng ta sẽ xem coi là cái app của chúng ta làm được điều gì trực tiếp trên điện thoại luôn ha. Thứ nhất là lý do sử dụng app là các bạn là tăng khả năng nhận diện thương hiệu nè. Cái thứ hai là thiết lập và kết nối liên tục với khách hàng. Bằng cái gì mà kết nối liên tục các bạn? Thông báo đại, chính xác. Rồi cái thứ nhất, tăng khả năng nhận diện thương hiệu ở chỗ nào mà tăng? Tại sao tăng nhận diện thương hiệu ở chỗ nào? Đúng rồi, xuất hiện trên cái điện thoại của khách hàng ngày ha. Cái thứ ba là nuôi dưỡng lòng trung thành của khách hàng. Nuôi chỗ nào? Đúng rồi, những cái voucher gửi ra cho họ quay lại ha. Rồi, cái thứ tư là chủ động quản lý data của khách hàng. Rồi, cái chủ data này nè mới là cái quan trọng. Tại vì nếu như những nơi khác thì họ sử dụng một cái phần mềm bán hàng của một hãng A, họ sử dụng app của một hãng B, thì cái data khách hàng lúc mà họ muốn gộp lại thì họ phải làm gì các bạn? Trích xuất ra, đúng không? Rồi mới bỏ vô file Excel, mới tổng hợp, rồi mới làm cái chiến dịch marketing. Còn của chúng ta thì có phải trích xuất ra không các bạn? Không, nó chạy vô cùng một nơi hết, đúng không? Thì chúng ta là chủ động quản lý data của khách hàng ha. Rồi, cái thứ năm là công cụ thân thiện để triển khai chiến dịch marketing tiếp cận khách hàng. Vậy thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu cả năm cái lý do này có áp dụng trên cái app hay không nha các bạn. Rồi bây giờ chị sẽ mở cái phần mềm Baidu Tool, và chị sẽ mở vô ô, bỏ vô ô chat cái phần mềm, nếu như bạn nào cần thì vào lấy ha. À, mở vô là phải zip thôi. Các bạn biết cái tên Baidu Tool là các bạn vô các bạn search ha, search là cài cho chị.
Thì cái cách sử dụng rất là đơn giản sau khi mình cài này như thế này. Đây, đây ba YouTube nè, cái tên đây nè các bạn ha. Bạn nào chưa biết về cài. Đó, bây giờ chị sẽ mở lên cái điện thoại nè. Các bạn thấy là hồi xưa chị cần kết nối là phải tấm dây. Còn bây giờ ba YouTube không cần dây luôn. Thì ở trên cái iPhone nó có cái mục mà share màn hình đó các bạn. Phản chiếu màn hình đó, mình sẽ sử dụng cái chức năng đó ha. Thì đó, hình ra là chị mới phải show cho các bạn thấy nè. Các bạn thấy là điện thoại của chị không có cắm dây nha. Rồi nè, đó. Kết nối được với lại cái máy tính này nè. Thì đây là cái tên máy tính. Và người ta nói là phải dùng chung cái mạng wifi. Thì tốt nhất các bạn nên dùng cái cách như thế này. Các bạn thấy trên màn hình của chị ở cái chỗ này nè. Cái biểu tượng wifi của chị thấy không? Rồi, các bạn nhấp chuột phải vô đó. Để các bạn share ngay cái wifi của cái máy tính của mình ra luôn. Mình sử dụng chung luôn thì chắc chắn là cùng một mạng đúng không các bạn? Tại vì trong công ty nhiều khi á, cái điện thoại mình kết nối của một cái wifi khác, máy tính mình kết nối của một wifi khác. Công ty của chúng ta có rất là nhiều wifi đúng không? Rồi bây giờ các bạn sẽ click vào cái chỗ là Network and Internet Setting nè. Và các bạn sẽ kéo cái chỗ on này lên ha. Mobile Hotspot nè, có nghĩa là chia sẻ internet từ máy tính ra cho điện thoại sử dụng. Mấy bạn biết chỗ này chưa ạ? Ok ha. Rồi vậy thì chúng ta sẽ kết nối dùng cái mạng đó. Rồi bây giờ dùng ba YouTube nè. Rồi cái chỗ này nè các bạn, để cho thông tin thì các bạn sẽ bấm Internet và phím số 4 các bạn tắt đi. Để tắt cái content này đi ha. Đó. Rồi. Mở điện thoại lên. Đó. Đây. Sao đâu điện thoại của mình phải để cái mặt của mình chứ đúng không? Lỡ các bạn bị lạc mất thì tụi tao cũng biết điện thoại của mình đã trả chứ. Rồi, cái phần mềm của mình là ở đây ha các bạn. Đây cái app này ha. Rồi hôm bữa các bạn nào mà có cài app thì nhớ update cái version mới ha. Và hôm bữa chị gặp một cái sự cố là khi mà mở cái app này lên, cái nó báo chị hết hạn sử dụng. Hết hạn. Bên admin đó các bạn. Cho nên các bạn phải lưu ý nha, chứ còn người dùng thì không có hết. Rồi, cái app này khi mà thể hiện ở cái màn hình chính đó các bạn sẽ thấy cái giao diện trên cái app này nó thể hiện như thế nào. Thì cái giao diện này mình thiết lập ở đâu các bạn biết không? Cái giao diện trên cái app này nè. Ví dụ như là cái hình banner ở Tropical Food này nè. Ở trong admin mà ở trong cái phần gì nè. Đây nha. Admin. Rồi mình vào cửa hàng trực tuyến nha. Rồi các bạn thấy phần chủ đề thể hiện ở đây không? Bấm vô nút tùy chỉnh nè. Thì mình sẽ tùy chỉnh cái giao diện này là giao diện trên website. Và cái app này nó sẽ lấy cái giao diện trên website để hiển thị trên đây. Đúng không các bạn? À. Rồi. Vậy thì cái app này có cái gì nè? Đầu tiên các bạn sẽ coi cái phiên bản của cái app của cái trên máy tính của bạn, trên điện thoại coi có update chưa. Rồi lấy điện thoại ra kiểm tra giùm chị. Tại vì khi mà mình demo cho khách mà chưa có update thì có những cái tính năng nó không có nổi lên nha. Kiểm tra lại giùm chị bằng cách là vô đâu các bạn biết không? Vô trong cái hình đầu người ngay chỗ góc này nè nha. Đâu rồi? Đây, cái chỗ góc này nè, cái hình đầu người nè. À, đó, mình bấm vô đó mình coi. Đây, chị đang là version 3.2.0. Còn các bạn là version mấy ạ? 1 thì update lại nha. Của em version mới nhất là bao nhiêu? Ừ đúng rồi, lên IT update lại. Nó chưa up lên hả? Của trưởng thì phải update nhiều hơn chị chứ, phải nhanh hơn chị bên chị chứ. Để gặp trưởng hơi lại nha, tại vì bên trainer là đã tới 3.2 rồi. Còn các bạn là phải bằng hoặc hơn ha. Chứ nó thụt xuống được, của trưởng là lần người làm qua cái làm ra cái phần mềm này mà. Rồi má nè, chị đang sao 3.2 nè. Yeah.
Không, của trưởng là em phải hỏi lại nha. Còn còn bên sale tụi em cũng có một cái app nữa mà đúng không? À, xài chung của trưởng là phải bằng hoặc hơn. Nó không đồng bộ được hả? Ok. Vậy thì chú ý nếu có phiên bản mà chính thức này các bạn update lên ha. Rồi. Đây là cái giao diện của cái app của bên mình. Và các bạn để ý ở ngay đây nè, nó có một cái nút nút nổi trội trên đây nè, thì mình vô thẳng cái menu luôn. Còn bình thường thì mình sẽ lướt qua đây để mình chọn món đó mà. Rồi bây giờ chị vào cái menu cho các bạn xem ha. Khi mà chị chọn bất kỳ một cái món nào đó, đây chị ví dụ chị chọn thì chị cũng bấm thêm như bình thường các bạn hay sử dụng, nhưng mà bên mình nó có một cái nó khác với người ta chút xíu. Cái mã giảm giá nằm tốt trên đây nè. À, bình thường là các bạn bấm ra thì sẽ có một cái chỗ gọi là add voucher đúng không? Còn ở bên cái app của mình thì cái mã giảm giá nằm trên đây. Bạn bấm vô cái nút xem thêm này, bạn sẽ thấy ở đây là hai cái mã giảm giá. Được không? Rồi, ở đây sẽ là hai cái bài tập của chúng ta. À. Bài tập của chúng ta là gì? Trong admin nha các bạn nhìn trên màn hình ha. Chúng ta sẽ vào cái mục cửa hàng nè. Chọn khuyến mãi. Và mỗi một team sẽ làm cho chị ba cái mẫu chiến dịch giảm giá, rồi chiến dịch flash sale và mã giảm giá. Vậy thì ba cái này nó khác chỗ nào? Mời một bạn sale lên demo giúp chị. Đây, bạn team lead chỉ định đi, bạn nào lên demo giúp chị coi coi sale có biết ba này nó khác biệt chỗ nào không nè. Rồi, mời em lên. Sẽ nói là về cái phần mã giảm giá thì đây sẽ là cái tính năng để hỗ trợ cho các khách hàng mà dùng đang dùng những cái app sàn food á, để có thể chuyển đổi qua bên cái app thương hiệu riêng của bên mình. Thì nó sẽ khác biệt ở một chỗ là đầu tiên á, là về cái chiến dịch giảm giá này á, là mình sẽ tạo ra một cái chiến dịch, nó sẽ nếu mà có là tất cả ai cũng có thể được sử dụng cái này nếu mà họ đủ điều kiện. Ví dụ ở đây là mình sẽ có là một cái mã giảm giá gọi là Tết Nguyên Đán đi, thì sẽ giảm giá, có các hình thức loại hình giảm áp dụng là giảm giá trên hóa đơn hoặc là giảm giá trên sản phẩm hoặc là đối với danh mục sản phẩm. Thì khi đó khách hàng họ vô trong app hoặc là trong web họ mua hàng á, thì nếu mà họ đạt đủ cái điều kiện thì cái giá trị chiết khấu ở đây và giá trị giảm tối đa mình cũng sẽ set up ở đây luôn, miễn là họ phải đạt được cái điều kiện lúc mà mình đặt đặt ra từ giảm giá trên tổng hóa đơn và chọn, mình có thể chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Thì cái này nó sẽ hiểu là một cái chiến dịch giảm giá rộng cho tất cả mọi người đều có sử dụng được. Còn về phần thứ hai là bên mã giảm giá này đi, thì nó sẽ khác một tí là đây là một cái loại hình nó giống như là một cái voucher coupon. Thì thay vì là mọi người sẽ dùng sẽ đi ra Bách Hóa Xanh mua, sẽ có một cái voucher giảm giá bằng giấy, hoặc là mọi người lên app sàn nó sẽ có một cái mã voucher coupon ở trên đó để mà họ mình có thể giảm giá được mua trên online. Thì cái của bên mình nó sẽ mở ra được là mình có thể vừa sử dụng online và cả offline luôn, thông qua là ở đây nó sẽ có một cái phần là nền tảng là POS hoặc là store web, store app. Thì ở đây á, nếu mà mình muốn cho khách hàng họ chỉ vào kênh online của mình không thôi thì mình sẽ tích vào những cái kênh online. Còn nếu mà mình muốn cho khách hàng là ở đâu họ cũng có thể sử dụng được cái voucher coupon này thì mình sẽ tích thêm cả bot nữa và họ sẽ đến trực tiếp tại cửa hàng để sử dụng. Ở đây thì nó cũng sẽ có cái phần là giới hạn sử dụng là cái số mã cái số lần mà cái mã này có thể sử dụng được bao nhiêu, như ở đây là 2 lần hoặc 1 lần. Thì những cái chương trình thường là những cái này sẽ cho khách hàng họ săn một cái mã như thế này để mà họ sử dụng cho những cái lần kế tiếp 2, 3 lần gì đó. Đây mình sẽ tạo nó sẽ có một cái mã như thế này, nó sẽ gửi, nó nghiêng về thêm về cá nhân hơn hoặc là một cái nhóm nào đó hơn là một cái diện rộng, có nghĩa là cái voucher này nó sẽ cho nghiêng về cá nhân, còn cái chiến dịch giá này nó sẽ nghiêng về một cái nó sẽ phụ hơn. Còn về chiến dịch flash sale này á, nó sẽ giống như là của bên Shopee hoặc là Lazada, nó sẽ có giảm giá một cái khung giờ. Ở đây là giờ em tạo một cái tên chiến dịch đi là buổi trưa vui vẻ, thì nó sẽ có những cái thông tin về điều khoản và điều kiện nè, và ngày bắt đầu, giờ bắt đầu, giờ kết thúc, và những cái sản phẩm được giảm giá vào trong cái khung giờ này
và trong cái ngày này là chọn bò kho và giá chiến dịch là bao nhiêu, số lượng chiến dịch và số lượng giới hạn. Ngoài ra thì sẽ có cái điều kiện đi kèm như là số tiền mua tối thiểu trên cái hóa đơn đó hoặc là ở chi nhánh nào có bao gồm topping hay không. Thì đây là ba cái tính năng công cụ hỗ trợ cho những cho khách hàng ở trên app sàn hoặc là app food á, họ sẽ chuyển đổi về các kênh app thương hiệu riêng của bên mình sử dụng. Bây giờ chúng ta sẽ cử các bạn lần lượt lên để làm dùm chị ba cái chiến dịch này nha. Mỗi một bạn sẽ có 30 giây. Ai làm lâu hơn thì tất nhiên là sẽ thua rồi, đúng không? Rồi, các bạn hiểu cách làm này không ạ? Các bạn marketing hiểu cách làm chưa? Giải thích lại nha. Cái chiến dịch giảm giá, ba cái chiến dịch này thì khi mà chị mở ra thì nó phải là đang chạy nha, chứ không phải bạn hẹn ngày mai nó mới bắt đầu, đúng không các bạn? Các bạn phải làm sao canh thời gian khi mà chị mở ra thì nó phải là đang chạy, giống như thế này. Đây, đó, nó đang hoạt động mà, được không ạ? À, chứ chị không chịu cái chiến dịch mà bắt đầu từ ngày mai, đúng không? Rồi, chị làm lại cái chiến dịch giảm giá nha các bạn. Bấm cái nút thêm mới để tạo nè. Tên là bắt buộc là phải đặt. Vậy thì ở team team sale sẽ là số 1, team marketing sẽ là số 2, được không ạ? Tùy bạn đặt tên nhưng mà phải dính số 2 giùm chị để chị biết đó là team marketing. Được chưa? Loại hình áp dụng: giảm giá trên tổng hóa đơn hay là giảm giá cho sản phẩm hay là giảm giá đối với danh mục sản phẩm. Rồi bây giờ chị sẽ chọn là danh mục sản phẩm. Chú ý nha. Cái chiến dịch này sẽ dành cho danh mục sản phẩm. Rồi danh mục sản phẩm là sao? Các bạn sẽ bung ở chỗ này xuống nè. Các bạn sẽ lấy danh mục là nước giải khát. Nhớ không ạ? À, đầu tiên là mình sẽ lấy danh mục nước giải khát. Rồi, giảm giá chiết khấu cho chị 50%. Nhớ không? Đi vô ha. Đi. Giảm giá danh mục sản phẩm 50%. Rồi, giảm giá tối đa là bao nhiêu tùy bạn, đúng không ạ? Ngày bắt đầu phải là ngày hôm nay nha, ngày kết thúc ít nhất cũng phải là ngày hôm nay, là trong ngày hôm nay, hoặc bạn cho chị ngày mai đi cho nó chắc ăn nha, là ngày mai ngày kết thúc, được không? Rồi, điều kiện điều khoản không cần ghi nhiều, chi nhánh cụ thể. Nếu bạn chọn cái đây thì bạn chọn tất cả chi nhánh giùm cho chị nha. Lấy chỗ đây chọn tất cả chi nhánh, bao gồm topping không các bạn? Không bao gồm nha, không cho bao gồm nha. Rồi, lưu là xong, được không ạ? Rồi, cái thứ hai ha, chiến dịch flash sale. Ở đây các bạn thấy là đang kết thúc rồi nè, thì bạn phải tạo cho chị một chiến dịch. Khi chị mở ra là nó phải đang chạy nha. Rồi, bây giờ chị bấm tạo mới chiến dịch nè. Đặt tên chiến dịch, miễn sao có số 2. Rồi, ngày bắt đầu, ngày hôm nay luôn. Giờ bắt đầu, quan trọng là giờ nè, đúng các bạn? Bây giờ là mấy giờ? 1:31 thì chị sẽ chọn làm sao? 1:33 đi chẳng hạn ha. Rồi cái giờ kết thúc ngày hôm nay thì sao? Cho cuối ngày luôn, thì chút xíu nữa chị lưu bắt đầu nó sẽ chạy, đúng các bạn? Phải canh thời gian đó nha. Rồi sản phẩm, mình chọn bất kỳ sản phẩm nào ha. Đây, rồi giá chiến dịch là sao các bạn biết không? Long, giá chiến dịch là giá là gì? Giá được giảm nè, giá chiết khấu nè, đây là 100%. Bây giờ ví dụ như chị cho 400.000 là nó giảm bao nhiêu đây các bạn? 20%, ít nhất là phải có giảm ha. Rồi số lượng chiến dịch là gì đây? Thì các bạn click vô đây các bạn coi số lượng sản phẩm tối đa muốn bán trong chiến dịch. Ví dụ chị cho là 50 suất đi. Rồi số lượng giới hạn là gì đây? Số lượng sản phẩm tối đa trong một đơn mua để chống là không giới hạn. Đúng các bạn, hiểu chỗ này không? À, rồi ví dụ đơn mua tối đa là 2 suất trong một cái lần order ha. Đúng không ạ? Kiểu này ha. Rồi điều kiện giảm giá nè, số tiền mua tối thiểu trên hóa đơn
Nếu bạn click kiểu đây thì bạn phải điền số tiền vô. Còn đây thì không cần ha. Làm nhanh là không cần. Chi nhánh cụ thể. Click kiểu đây tất cả chi nhánh. Rồi bao gồm topping không là không bao gồm nha. Xong bạn bấm luôn. Đó mà. Rồi. Hả? Web giờ đang bị ấy rồi. Xuất bản hết luôn. Web chị đang bị lỗi. Chị chưa có đây nè, chị bị không phải, nó đang đây nè, nó đang ngày hết hạn chứ hơi bị lỗi các bạn. Nó đang đang bị hết hạn, chị đang xin lập room mua thêm nha. Cho nên các bạn chỉ cần chạy rồi lưu lại là xong, thì chị sẽ coi coi nó có hoạt động hay không, là bằng cách là chị sẽ lên cái chỗ trên app này chị coi, hoặc là chị vô cái phần ở trên đây chị thấy nó hoạt động là ok, đúng các bạn ha. Rồi có bạn nào thắc mắc về ba cái chiến dịch này không? Rồi chị sẽ bắt đầu bấm giờ nha, đội sale sẽ làm trước nha, tại đội sale rành mà, đúng không? Mỗi một bạn sẽ có 30 giây bắt đầu nha. Chị chỉnh là chị chỉnh giây cái đã. Rồi, 30 giây. Mời em lên. Mời em. Nhóm quen là số 1 đầu tiên, cái tên là phải có số 1 nha. Chiến dịch. Rồi, bắt đầu. Tất cả chi nhánh nha. Tất cả chi nhánh nha. Chết rồi, cái này không chỉnh sửa được rồi. Ngồi tại vì chị sẽ tính giờ khi mà em ra em ngồi, chứ không có tính giờ như chị. Năm, tiếp, tưởng ba rồi nha. Nhắn nha. Không bao gồm xuất bản đâu nhỉ? Chị biết sao biết thôi, chị mở ra phải thấy nó đang hoạt động nha. Cả ngày chứ. Tắm không được chị. Như cái gì? Giờ bắt đầu. Có gì chị đó. Đợt thứ tư nè. Qua cái tin kia lên, xem chưa xong. Em ra luôn, vô lên luôn. À, tạo mới hay là... Rồi bây giờ marketing lần lượt lên chuẩn bị nào. Ở đây là 5 lượt là xong, còn bên em mấy lượt là xong.
mày la 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 chị sẽ kiểm tra nha, bao khuyến mãi nè. Đó, bây giờ mới hết rồi, thấy chưa, nhanh hơn mình nè. Tim một đâu, ủa sao thấy có một cái này hoạt động gì nè. À, ok, khoan. Rồi, số 1, hoạt động một cái nha. Chiến dịch Black Sale đã lên lịch, đang hoạt động. Số 1, số 2, ok. Rồi, mã giảm giá. Số 1 đang hoạt động. Số 2, đã lên lịch là không được nha. Nhớ không? Chị chỉ đồng ý. Ủa, không, cái Black Sale này được.
đúng không? Plus sale nãy bị trùng, chị đồng ý hai cái. Nhưng mà plus sale mà, ừ đúng rồi, đã lên lịch có này là mã giảm giá thì voucher là nó khác. Vậy là cái độ này bị trừ điểm rồi, đúng không? Tại sao lại đã lên lịch? Nè, nếu mà đã lên lịch mình chỉnh sửa được này nha các bạn. Thấy không? Các bạn để thời gian tới 15 giờ, nghĩa là 3 giờ mới bắt đầu mới bắt đầu hiệu lực là sai ha. Rồi quay lại coi. Chiến dịch giảm giá ok, plus sale cũng ok. Rồi vậy là hai đội quay nhau rồi. Các bạn nhanh nhưng mà bạn bị trừ điểm. Rồi bây giờ mình sẽ chạy một cái chương trình là chiến dịch thông báo đẩy, đúng không ạ? Ở trong marketing nha các bạn. Rồi chiến dịch thông báo, bạn phải tạo cho chị chiến dịch thông báo ha. Bấm thêm mới nè. Chúng ta có ba loại thông báo đẩy. Thứ nhất là gửi theo sự kiện. Rồi. Cái thứ hai là gửi theo giờ cố định. Và thứ ba là gửi ngay bây giờ. Được không? Rồi bây giờ gửi theo sự kiện chúng ta có cái gì? Khi cài ứng dụng là khi người ta mới vừa tải về xong người ta tạo cái user đó. Rồi gửi theo giờ cố định mình bấm vào đây, mình sẽ chọn ngày. Ngày hôm nay luôn ha. Đó, giờ ngay đây luôn. Giờ là giờ xác của mình luôn nè. Rồi gửi ngay bây giờ. Vậy thì chị cần các bạn làm cho chị cái gửi ngay bây giờ, chị phải kiểm tra được nha. Gửi ngay bây giờ chọn tất cả khách hàng dùm chị luôn. Hai cái kia là làm để biết thao tác, còn cái này để kiểm tra nè, gửi ngay bây giờ nè. Gửi cho tất cả khách hàng, tiêu đề, nội dung tin nhắn. Rồi, ở đây nó có hai cái là trang chủ và danh sách thông báo, bữa chị có nói rồi, các bạn nhớ không? Hai này nó khác biệt chỗ nào? Cái nào nó cũng có hiện trong chuông hết á. Nhưng mà nếu như mà mình vô chuông, mình ấn vô cái nội dung tin nhắn hết á, nếu bạn chọn là trang chủ thì nó sẽ chạy ra trang chủ. Còn nếu bạn chọn là danh sách thông báo thì nó vẫn ở trong cái phần chuông đó. Hiểu không các bạn? À, vậy thì sao? Chị chọn là trang chủ nha. Từ ngay bây giờ và sẽ chọn cái trang liên kết là trang chủ. À, các bạn. Rồi bây giờ chị mời các bạn lên tiếp tục nha. Hồi nãy sale lên trước rồi bây giờ tới marketing lên trước. Tạo chị ba chiến dịch. Mỗi một người 30 giây. Vào lên đi các bạn. Nhanh mà. Ba cái thông báo đẩy này nhanh mà. Từ từ. Bắt đầu. Mấy người đã giờ bắt đầu nè. Bây giờ rồi mà.
7. Vậy là đội xe là thắng với 2 lượt. Bữa nay thì chị không có phần quà nguyên mà chị sẽ xé lẻ ra nửa bịch kẹo anh em. Đây là lấy quà. Rồi, chạy khuyến khích cho đội marketing. Mời một bạn lên nhận. Giờ hết giờ. Ai chạy khuyến khích cho đội marketing nào? Đủ không ta? Thêm gói nữa đi, thôi khi không đủ tụi bay đánh lộn nữa. Tại một gói đó là tới mấy cái bánh lộn ha, chứ hơn một cái trong đó. Rồi, vậy thì qua cái buổi ngày hôm nay các bạn có thắc mắc gì không? Trong cái việc tạo chiến dịch với lại tạo thông báo đẩy ha, tạo chiến dịch giảm giá với thông báo đẩy. Bây giờ chị sẽ kiểm tra nha. Chị sẽ kiểm tra coi nó vô đâu đây. Chờ xíu nha. Hồi nãy marketing gửi cái này chị nhận thông báo luôn á, còn sale gửi không biết có nhận không. Thôi thì vô coi nè. Đây cái chuông của mình nằm ở đây các bạn ha. Đây nè. Mấy marketing làm cái là chị thấy thông báo nó bút vô luôn. Giảm giá 1 vô nè. Mật phải cho các bạn coi đây nè. Một là của marketing vô nè. Còn các bạn, ủa của một là của em hả? Đúng không? Còn của các bạn gửi ngay là không tài chiến dịch tin gì đó. Tại nãy chị thấy các bạn gửi cái là chị thấy nó thông báo vô liền luôn. Ừ, các bạn tạo thông báo gì vậy? Chiến dịch thông báo của cái nào của các bạn tạo đâu? Gửi ngay là cái nào? Marketing đó. Cái nào? Cái này hả? Đúng không? Giảm giá 2 đúng không các bạn? Thông báo đẩy. Rồi giảm giá 2 bây giờ nó mới hiện. Đây mở lên cho các bạn coi nè. Đó các bạn thấy không? Số 2 đây nè, thấy không? Nè, số 1 là số 2 nè. À hai bạn đều biết cách tạo để gỡ vô được thì chị nhận trong đây. Rồi bây giờ chị bấm thử nó ra trang chủ không nha. Giảm giá 1. Ra trang chủ nè các bạn thấy không? Bấm nó ra trang chủ nè. Lại tới số 2 nha. Nó ra không nha. Bấm vô số 2 đây nha. Cũng ra trang chủ. Thấy không? Còn nếu như các bạn chọn lại danh sách thông báo thì nó nằm ở đó luôn. Nó không chạy ra trang chủ nữa. Được các bạn? Hai cái đó nó khác nhau chỗ đó thôi chút xíu thôi. Nè. Rồi, bài ngày hôm nay các bạn có thắc mắc gì không? Không có thì mình sẽ kết thúc buổi học của ngày hôm nay nha. Chào các bạn ha. Cảm ơn các em. Bye bye các em.